Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 2. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp giải quyết khiếu nại công dân tháng 2 2023. Cần nhanh chóng tôn tạo di tích lịch sử cách mạng cây thông 1. Microsoft chính thức vô hiệu hóa vịnh biển trình duyệt Internet Explorer. Thưa quý vị, thực hiện chức năng theo luật định, sáng qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường thay mặt Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023. Công dân Nguyễn Tấn Minh ở phường Cẩm An, thành phố Hội An khiếu nại. Năm 2018, Hội An triển khai dự án khu đô thị An Bàng, phường Cẩm An. Gia đình ông Minh chấp hành bàn giao diện tích 1.800 m² do gia đình tự khai hoang sản xuất từ trước năm 1975. Tuy nhiên, sau khi bàn giao đến nay, gia đình ông Minh chưa được thành phố Hội An giải quyết việc mua đất ở, chỉ được phép chọn vị trí mua đất ở khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu tái định cư của dự án. Hiện nay, gia đình ông Minh ở trong ngôi nhà chật hẹp có 3 thế hệ sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường nhận thấy, việc ông Minh có nguyện vọng mua một lô đất ở trong khu tái định cư trong dự án An Bàng, nhưng theo quy định của pháp luật thì không được. Ông Minh muốn mua đất trong dự án này thì phải thông qua hình thức đấu giá. Vì trước khi ông Minh bàn giao diện tích 1.800 m² cho nhà nước, đã được Hội An giải quyết bồi thường thiệt hại, thấu tình, đạt lý, theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường cũng đã tiếp và giải quyết khiếu nại của người dân mua đất tại dự án khu đô thị Bách Đạt, thị xã Điện Bàn đã nhiều năm nay nhưng chưa có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi tiếp công dân, người dân tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo chủ đầu tư các dự án sớm có phương án cụ thể thi công cơ sở hạ tầng, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo hợp đồng đã ký, phải được kết luận hiện tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên đến nay các dự án vẫn chưa hoàn thiện. Được biết, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên tiếp công dân tháng 1 năm 2023, đầu tuần nay, Cục Thi hành án Dân sự Quảng Nam đã mời công ty Hoàng Nhất Nam và công ty Bách Đạt An để bổ sung phụ lục hợp đồng trong việc quản lý sử dụng an toàn hiệu quả số tiền đã huy động của người dân. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chia sẻ với các công dân về những đáng tiếc liên quan đến dự án đã kéo dài nhiều năm qua, đồng thời đề nghị các ngành chức năng ở tỉnh và thị xã Điện Bàn tích cực phối hợp hỗ trợ Bách Đạt An giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng kinh phí theo từng đợt để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến đến đảm bảo các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Chiều qua, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với thành phố Hội An để nghe báo cáo dự án tôn tạo di tích cây thông 1, địa điểm thành lập Đảng bộ Quảng Nam tại phường Tân An, thành phố Hội An. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Dự án tôn tạo di tích cây thông 1 được đầu tư xây dựng trên diện tích 2.400 m² với các hạng mục bia di tích, nhà văn hóa và trường mẫu giáo. Tổng mức vốn được phê duyệt là 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 15 tỷ đồng. Dự án được giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An làm chủ đầu tư. Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và thành phố Hội An dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình trong tháng 2 năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, có ý nghĩa trọng đại, ghi dấu sự kiện mở đầu cho chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nên việc đầu tư tôn tạo di tích lịch sử cách mạng cây thông 1 có ý nghĩa hết sức lớn lao, vừa là việc làm cần thiết, vừa mang tính cấp thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Hội An tập trung nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành việc cải tạo di tích, góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, thu hút khách tham quan. Cũng trong chiều qua, các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Tiên Phước và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để nghe báo cáo việc triển khai thực hiện dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 25 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục san nền, giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và chiếu sáng, khuôn viên khu di tích, bãi đỗ xe, nhà đón khách, khu vực làm lễ, vườn cây xanh, hồ nước cảnh quan.
để thực hiện dự án, huyện Tiên Phước đề nghị thu hồi diện tích trên 44.000 m2 với 99 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, huyện đã hoàn thành thu hồi đất, đền bù cho 85 hộ với tổng diện tích trên 40.000 m2. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024 để hướng đến kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng 1876-2026. Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa vô cùng to lớn, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, nên huyện Tiên Phước và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải tích cực phối hợp để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đối với huyện Tiên Phước cần nhanh chóng lên phương án để hoàn thành việc giải tỏa đền bù do mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư chỉnh sửa một số hạng mục để làm nổi bật cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh. Sáng qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hội nghị tổng kết công tác văn học nghệ thuật năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trao tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quảng Nam và giải thưởng Tạp chí Đắc Quảng năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tham dự hội nghị. Năm 2022, toàn hội tham gia các hoạt động do các hội chuyên ngành trung ương, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức đều đạt được kết quả tốt. Hội tiếp tục giữ vững được sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị, định hướng trong sáng tác, không có biểu hiện lệch lạc trong phát ngôn và sáng tác. Các hội viên tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, trong năm, nhiều hội viên đã xuất sắc đạt được các giải thưởng văn học nghệ thuật lớn của tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế với 44 giải thưởng, tiêu biểu là có một huy chương vàng và huy chương đồng quốc tế về lĩnh vực văn học nghệ thuật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Văn học Nghệ thuật trong năm 2022, đặc biệt trong thành quả chung mà tỉnh Quảng Nam gặt hái trong năm 2022, còn có sự đóng góp to lớn của các anh chị em văn nghệ sĩ trên tỉnh nhà. Năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan hội đổi mới cách thức hoạt động, xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao đến với công chúng. Dịp này, hội nghị đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tạp chí Đắc Quảng, trao tặng các giải thưởng văn học nghệ thuật và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Cũng vào sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp với các sở ngành, các ban quản lý dự án, lãnh đạo các địa phương để rà soát công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Dự họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 54 ngày 9 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 là trên 7.778 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 3.021 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 4.757 tỷ đồng. Tính đến ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 6.136 tỷ đồng, đạt 79%. Theo báo cáo của Kho bạc tỉnh Quảng Nam, đến hết tháng 1 năm nay, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, các dự án do địa phương quản lý giải ngân trên 286 tỷ đồng, đạt 3,7%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Vốn kéo dài năm 2022, đề xuất thực hiện giải ngân trong năm 2023 là trên 2.500 tỷ đồng. Với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng khối lượng công việc rất nhiều, do vậy các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương để đôn đốc giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức và các ngành liên quan để xem xét giải quyết cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng ngập nước khi công trình thủy điện sông Tranh 4 tích nước. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện công văn số 5554 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương tích nước hồ chứa thủy điện sông Tranh 4, công ty cổ phần thủy điện sông Tranh 4 làm chủ đầu tư đã thực hiện tích nước đến cao trình mực nước dân bình thường 46,5 m vào ngày 27 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, khi tích nước đến cao trình 46,5 m thì mỗi khi có mưa là gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, sụt lún nhà ở của hai hộ gia đình, ông Nguyễn Văn Hiệu và bà Võ Thị Tuyết Loan, và hộ gia đình ông Nguyễn Minh Trung và bà Nguyễn Thị Kim Yến, hiện ở tại thôn Phú Nhân, xã Quý Lưu. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với công ty cổ phần thủy điện sông Tranh 4 kiểm tra, xác định nguyên nhân gây nên tình trạng trên.
Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 đã có những giải pháp để khắc phục, nhưng do điều kiện địa hình nên không thể giải quyết dứt điểm. Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bửu yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 nghiên cứu phương án giải quyết phù hợp để hỗ trợ cho hai hộ dân kinh phí nâng nền, xây lại các công trình nhà ở, công trình phụ, tạo sinh kế cho người dân trong khu vực. Về phía huyện Hiệp Đức, địa phương tích cực vận động người dân phối hợp cùng giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Hội Đông y tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án thúc đẩy truyền thụ và áp dụng tri thức bản địa về sử dụng cây dược liệu để phòng trị bệnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại huyện Nam Giang và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2023-2028. Dự án đã tiến hành xây dựng 6 mô hình vườn dược liệu, trong đó 3 mô hình tại xã Cà Di, 2 mô hình ở xã Tà Biên và 1 mô hình ở xã Duy, huyện Nam Giang. Mỗi mô hình vườn dược liệu được sưu tầm ít nhất 30 loài. Tùy vào điều kiện của địa phương nên số loài của các vườn dược liệu không giống nhau. Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy việc thực hiện mô hình vườn dược liệu rất có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, ban điều hành đã thống nhất chuyển đổi hoạt động, xây dựng tủ thuốc gia đình sang hoạt động nhân rộng thêm các mô hình vườn dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Hội Đông y tỉnh làm việc với Quỹ Môi trường để kéo dài thời gian thực hiện dự án, có văn bản hướng dẫn cho các đơn vị liên quan, cũng như Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang để đẩy nhanh công việc thực hiện. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện sản phẩm mô cốt từ cây dược liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cũng đề nghị Hội Đông y chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều cùng ngày, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh thành phố trên cả nước về kết quả triển khai các chính sách tín dụng theo nghị quyết số 11 NQCP của Chính phủ năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng các sở ngành liên quan tham dự. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2012, Ngân hàng Chính sách đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 đạt 16.024 tỷ đồng với gần 300.000 lượt khách hàng được vay vốn thông qua các chương trình tín dụng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất một tháng yêu cầu phòng chống dịch. Chương trình đã góp phần giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong xã hội từng bước ổn định, nâng cao đời sống. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết, triển khai nghị quyết 11, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh cho vay các chương trình ưu đãi theo nghị quyết. Theo đó, đã giải ngân hơn 373.000 tỷ, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch giao, với 5.330 khách hàng vay vốn theo các chương trình nhà ở xã hội, hỗ trợ tạo việc làm, chương trình máy tính cho học sinh, sinh viên, chương trình cho vay cơ sở mầm non. Thông qua công tác giải ngân đã giúp cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách phát huy nội lực, vươn lên sản xuất, thoát nghèo, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Sáng qua, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát tại huyện Tiên Phước về tình hình thực hiện nghị quyết số 09 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nghị quyết số 07 năm 2021 quy định cơ chế chính sách hỗ trợ chương trình mua sắm một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Tham dự khảo sát có đại diện các sở ngành liên quan. Thực hiện nghị quyết số 09 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nghị quyết số 07 năm 2021 quy định cơ chế chính sách hỗ trợ chương trình mua sắm một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức và các chủ thể tham gia chương trình. Các hoạt động truyền thông, quảng bá, thương mại sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm ô cốp được triển khai tại các phiên hội chợ xuân, hội chợ thương mại, triển lãm trong và ngoài huyện. Trong năm 2021-2022, huyện Tiên Phước có 3 dự án ý tưởng khởi nghiệp được công nhận là mì ngũ sắc, chuối tươi sấy giòn Tiên Phước, snack chuối Bana, phát triển sản phẩm dừa. Tiên Phước hiện có 36 sản phẩm ô cốp, gồm 15 sản phẩm 4 sao, 21 sản phẩm 3 sao.
Các ý kiến phát biểu tại buổi giám sát đề nghị Tiên Phước tiếp tục phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp. Ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để đưa ra Hội đồng Nhân dân tỉnh có quyết sách phù hợp trong thời gian tới. Thưa quý vị, tính đến chiều ngày 15 tháng 2 đã có thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam tử vong, nâng số người tử vong lên 10 người. Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Các nạn nhân đang được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu và điều trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên thân nhân các gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để từng bước phục hồi sức khỏe, sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện cũng như đội ngũ bác sĩ điều dưỡng dành đặc biệt quan tâm hơn nữa, tích cực chăm sóc điều trị các nạn nhân. Được biết 4 trường hợp nạn nhân bị thương nặng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh hỗ trợ 5 triệu đồng trên người và 2 triệu đồng cho 8 trường hợp bị thương nhẹ. Thưa quý vị, theo công an huyện Núi Thành, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên, trời tối có sương mù, tầm nhìn hạn chế, đèn tín hiệu trên đường là đèn vàng nhấp nháy, không có đèn đường. Đây là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vụ tai nạn. Hiện nay, tuyến đường Võ Chí Công nơi xe khách chạy va chạm với xe đầu kéo container vào ngày 14 tháng 2 mới chỉ thông xe kỹ thuật, đang trong quá trình thi công hoàn thiện, vẫn chưa bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam khai thác, sử dụng, và trên tuyến đường còn thiếu rất nhiều biển báo. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho hay, tuyến đường này đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao cho Sở Quản lý, nhưng lượng xe cộ chạy trên đường rất đông. Vào tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có công văn về cấm xe đầu kéo xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các dự án nhà ở xã hội. Chi tiết phân bổ gói này chưa được đề cập, nhưng Bộ Xây dựng cho biết sẽ giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 khi thị trường gặp khó khăn. Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp để xây dựng chi tiết hơn. Đây là một trong những đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên 19 tuổi ngụ xã Xuân Thành và một thanh niên 20 tuổi ngụ xã Cương Giáng, mỗi người số tiền 62,5 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Tổng số tiền phạt cho hai thanh niên là 125 triệu đồng. Hai thanh niên bị xử phạt vì ngày 7 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức lễ giao nhận quân, nhưng cả hai vắng mặt không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, theo lệnh của Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân. Ngoài xử phạt bằng tiền, quyết định còn buộc hai thanh niên này thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hôm qua, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung đã phát hiện tại quán karaoke Đức Phúc do Hoàng Thị Thảo sinh năm 1992 ở xã Hà Lĩnh làm chủ, có 13 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ trắng bên trên, còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 13 trên 13 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Theo lời khai ban đầu của Hoàng Thị Thảo, chủ quán, mặc dù quán karaoke Đức Phúc đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng Hoàng Thị Thảo vẫn lén lút tổ chức bữa tiệc ma túy để mừng sinh nhật em trai. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Việt Nam được báo chí quốc tế đánh giá cao. Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử, văn hóa giá trị, Việt Nam còn có nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Tạp chí này đã nêu những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê. Gợi ý du khách ghé thăm một số điểm đến du lịch nổi tiếng, điển hình như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong những ngày này, ngư dân ở huyện Núi Thành tất bật lo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm 2023.
Năm nay, ngư dân toàn huyện Vân Đấu vươn khơi khai thác đạt sản lượng hơn 46.000 tấn hải sản các loại. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Núi Thành là huyện trọng điểm về nghề cá của tỉnh Quảng Nam, có bờ biển dài 37 km, có hai cửa biển An Hòa và Cửa Lỡ, có ngư trường đánh bắt hải sản rộng lớn, nguồn lợi hải sản phong phú. Những năm qua, ngư dân ở huyện tranh thủ thời tiết thuận lợi, vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản. Hàng năm ngư dân trong huyện đánh bắt hơn 46.000 tấn hải sản các loại. Nhờ là nhờ nhà nước mà nấu mà quan tâm đỡ cho anh em tôi thì anh em tôi phấn khởi là đi ra nó bét ra bờ, không có điện thoại gì hết. Cũng nhờ là anh em tôi là cũng rất là vui mừng, cũng nhờ nhà nước giúp đỡ cho anh em tôi là đi ra cái đoạn này đi ra nó bét ra bờ là cũng đạt nhiều kết quả. Ra khơi đánh bắt hải sản vụ cá nam năm 2023, huyện Núi Thành có hơn 1.900 tàu thuyền các loại với tổng công suất hơn 22.000 cv. Hầu hết tàu thuyền của ngư dân trong huyện đều trang bị đầy đủ các phương tiện dụng cụ hiện đại như máy định vị, bộ đàm tầm trung, tầm xa, máy thăm dò cá, ngư lưới cụ. Tàu thuyền anh em chúng tôi cũng chuẩn bị cho ra khơi dầu, đó, xác, lương thực trong một tháng. Tất cả khi tranh khí thế đầu năm, ra khơi hy vọng là có thành công tốt đẹp hơn, đạt nhiều kết quả hơn. Để chuẩn bị cho ra khơi đánh bắt hải sản vụ cá nam năm 2023, cuối vụ đánh bắt năm 2022, ngư dân ở huyện đã lo cải hoán lại tàu thuyền, mua sắm thêm các trang thiết bị để đánh bắt hải sản. Huyện có hơn 700 chiếc công suất 90 cv. Đối với vụ có năm nay thì bà con ngư dân rất là phấn khởi. Thứ nhất là được sự quan tâm của nhà nước vì hỗ trợ về dầu, nghị định 48 và các cái chế độ khác tạo thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi bám biển. Phát huy truyền thống nghề đánh bắt hải sản, ngư dân Núi Thành tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản với quyết tâm, gặt hái được những kết quả trong năm Quý Mão 2023 với sản lượng hơn 46.000 tấn hải sản các loại. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2023, Microsoft sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer. Theo đó, khi người dùng nhấp vào biểu tượng IE Internet Explorer, phần mềm này sẽ không khởi động và màn hình sẽ đề nghị người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, Microsoft đã thông báo ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11.11, phiên bản mới nhất của trình duyệt web từng được sử dụng và mặc định trên Windows. Microsoft giới thiệu Internet Explorer, phiên bản đầu tiên vào năm 1995, là sản phẩm để cạnh tranh với Netscape Navigator, trình duyệt web đầu tiên trên thế giới, chiếm đến 94% thị trường người dùng vào các năm 2002 và 2003, thời điểm mà các lựa chọn thay thế như Firefox của Mozilla hay Safari của Apple còn sơ khai. Mặc dù theo công bố của Microsoft, Edge sẽ cung cấp trải nghiệm web mạnh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn Internet Explorer. Song theo dữ liệu mới nhất do Stan Coulter công bố, Edge chỉ chiếm hơn 4% lượng sử dụng máy tính toàn cầu so với trình duyệt đang phổ biến nhất hiện nay là Google Chrome với mức sử dụng hơn 65%. Cơ quan y tế Nigeria cho biết đã ghi nhận 216 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại 4 bang trên cả nước kể từ tháng 12 vừa qua. Đáng chú ý là trong số này đã có tới 40 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ rất cao. Hiện Nigeria đang triển khai các hoạt động ứng phó ở những bang có người mắc bệnh, bao gồm cả chiến dịch tiêm chủng. Trong báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria cho biết bang Kano ở phía Bắc có cả số người mắc bệnh và tử vong cao nhất, với 211 ca mắc và 38 ca tử vong. Số ca mắc và tử vong còn lại được phát hiện rải rác tại ba bang khác. Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý khác là trong số những trường hợp mắc bệnh, mắc bạch hầu, có 184 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 14. Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do một loại vi khuẩn gây ra, ảnh hưởng đến đường hô hấp và đôi khi là cả da của người bệnh. Người bệnh có các triệu chứng chính như sốt, sổ mũi, đau họng, ho, mắt đỏ và sưng cổ. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể xuất hiện các mảng dày màu xám hoặc trắng ở sâu trong cổ họng, gây khó thở cho bệnh nhân. Hiện Nigeria đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tiêm chủng để ngăn chặn căn bệnh này. Sau hơn 2 tháng, hãng xổ số Powerball đã công bố danh tính chủ nhân của tấm vé trúng giải độc đắc hơn 2 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 11, đó là Edwin Castro sống tại bang California, Mỹ. Dù không xuất hiện tại lễ công bố, Edwin Castro đã gửi một thông cáo báo chí cho biết mình đang rất vui mừng với chiến thắng và tuyên bố sẽ chọn nhận phần thưởng một lần để mang về khoảng 1 tỷ đô la Mỹ sau khi trừ các khoản thuế.
Castro cũng thông báo sẽ chuyển 156 triệu đô la Mỹ tiền từ thiện vào quỹ giáo dục công lập của bang. Tháng 11 năm ngoái, chiếc vé số trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Powerball của nước Mỹ đã được bán ra tại một cửa hàng ở Altadena, cách trung tâm thành phố Los Angeles, California khoảng 24 km. Chủ cơ sở này cũng đã nhân phần thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ sau khi bán được tấm vé trúng giải độc đắc. Đây là phần thưởng lớn nhất một người bán vé số có thể nhận được. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 96%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 96%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 90 đến 99%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.